Xin chào các bạn khách hàng, trong Nguyên đã quay trở lại ở đây. Chủ đề của video ngày hôm trước, Nguyên đã so sánh sự khác biệt giữa chương trình rượu của mẹ hình là Boss và Hitler. Tiếp theo chủ đề của video ngày hôm nay, đó chính là tính năng vượt trội của mẹ hình là Boss đem lại, liệu có vượt xa các thương hiệu khác. Nguyên mong rằng qua video ngày hôm nay, quý khách sẽ có những lựa chọn sáng suốt và đúng đắn cho bản thân và gia đình một trợ thủ khác được để tăng trang cho không gian đẹp của mình nhé. Không để quý khách chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Khi nhắc đến các thương hiệu Boss, Hitler, Aerosol, TK, nhiều người dùng sẽ nghĩ được ngay đến các thiết bị đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, mang phong cách sang trọng và là nguồn cảm hứng sáng tạo trong không gian bếp của mình. Tuy nhiên, các thương hiệu này có xuất xứ từ đâu và nguồn gốc của nó như thế nào? Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thương hiệu Hitler. Hitler là thương hiệu nổi tiếng ở Đức, được thành lập vào năm 1923. Hitler chuyên cung cấp các sản phẩm đồ dùng gia dụng nhà bếp với kiểu dáng tinh tế, mẫu mã sang trọng và sự vượt trội trong tính năng hoạt động. Trụ sở chính của công ty Hitler đặt tại Nagold, Đức. Sau nhiều năm hình thành và phát triển, đến nay thương hiệu Hitler đã có mặt trên 150 quốc gia trên toàn thế giới, cung cấp hàng triệu sản phẩm đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp mỗi năm. Trong đó, sản phẩm máy rửa bát là sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng nhất. Mọi chi tiết của sản phẩm máy rửa bát đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khắt khe cùng với hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, đem đến cho người dùng một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Vâng, quý khách có thể tham khảo một vài sản phẩm Hitler ở dưới một mô tả này nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thương hiệu Aerosol. Vâng, kính thưa quý khách hàng, Aerosol cũng là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Đức với hơn 10 năm hoạt động tại thị trường châu Á, đã mở rộng và phát triển và có một chỗ đứng nhất định trên thị trường nhà bếp hiện nay. Thì máy rửa bát Aerosol liệu có tốt không và sản phẩm của máy Aerosol đã đem đến cho khách hàng những gì, và với dây chuyền hiện đại khắt khe cùng với linh kiện hiện đại, chúng tôi chắc chắn rằng nó sẽ đem đến một trải nghiệm tuyệt vời nhất cho những khách hàng khó tính. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về thương hiệu máy rửa bát TK, một trong những thương hiệu hot hit trong thời gian vừa qua. TK cũng là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Đức, sản xuất đồ gia dụng nổi tiếng trên toàn cầu, cung cấp các sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý. Thành lập vào năm 1924 tại Đức, đến nay TK đã xây dựng trụ sở và vị thế tại 33 quốc gia trên toàn thế giới. Còn máy rửa bát Boss thì sao? Máy rửa bát Boss liệu có thực sự đem vượt xa các thương hiệu khác và có thực sự như lời đồn? Máy rửa bát của Boss được sản xuất và lắp ráp tại nhiều quốc gia như Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan. Dù sản xuất tại quốc gia nào đi chăng nữa thì Boss cũng theo tiêu chuẩn khắt khe của Đức, và mỗi sản phẩm trước khi xuất ra thị trường đều được các chuyên gia hàng đầu kiểm nghiệm thực tế. Do vậy, máy rửa bát Boss luôn luôn đảm bảo chất lượng. Qua đó, mỗi chiếc máy rửa bát Boss đều dập nổi nguồn gốc xuất xứ trên thân máy. Vì vậy, quý khách hoàn toàn yên tâm, không lo lắng khi mua phải hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Dựa trên thống kê đánh giá các tính năng nổi trội của máy rửa chén Boss, video này Nguyên sẽ phân tích chi tiết tại sao nên chọn máy rửa chén Boss cho gia đình. Các tính năng của máy rửa bát Boss được đánh giá cao bởi những cải tiến thông minh áp dụng bởi các công nghệ hiện đại. Một trong số những công nghệ nổi bật nhất không thể không kể đến đó là Aqua Sensor. Hệ thống Aqua Sensor được trang bị trong máy rửa bát Boss cũng là một công nghệ tiên tiến để kiểm soát toàn bộ quá trình rửa của máy. Hệ thống Aqua Sensor, tức là cảm biến nước, kiểm tra mức độ bẩn của nước nhiều lần trong một chu trình rửa, đồng thời theo dõi sự giảm dần mức độ bẩn của nước. Nhờ đó, đồ dùng của bạn luôn được làm sạch hoàn hảo và thiết bị không tiêu tốn lượng nước quá cần thiết. Tiếp đến là công nghệ Aqua Stop. Vậy công nghệ Aqua Stop là gì? Công nghệ Aqua Stop trong máy rửa bát Boss sẽ giúp theo dõi tình trạng của thiết bị. Khi có bất kỳ sự rò rỉ nào của nước trong khoang máy hoặc trên đường ống thì ngay lập tức van điện tử sẽ đóng lại, ngắt nguồn cấp nước. Với tính năng thông minh này, người dùng sẽ không cần lo lắng về tình trạng hỏng hóc, chập cháy từ bên trong do nhiễm nước. Công nghệ Eco Slide Dry. Máy rửa bát Boss với công nghệ Eco Slide Dry được thiết kế hoạt động không có bàn chải, được cải tiến rất nhiều không giống như những thiết bị thông thường. Việc đó giúp cho hoạt động của các chương trình rửa của thiết bị êm ái, không gây ra tiếng ồn khó chịu.
Máy rửa bát sấy khô đồ dùng bằng công nghệ sấy Zeolite, tiết kiệm và thân thiện. Đây là công nghệ sấy khô hiện đại bậc nhất trên thế giới. Bosch là thương hiệu đi tiên phong đầu tiên trong ứng dụng công nghệ sấy khô hoàn hảo này. Ở dưới đáy của mỗi máy rửa bát Bosch có những hạt khoáng chất hấp thụ độ ẩm được gọi là Zeolite. Khi máy rửa bát bắt đầu tiến đến bước sấy khô thì những khoáng chất này sẽ kết hợp với nước. Chúng sẽ hấp thụ độ ẩm và tiến hành tự giải phóng nhiệt để sấy khô chén bát. Do đó, việc sấy khô bằng công nghệ Zeolite sẽ tiết kiệm điện năng và thời gian, đặc biệt là thân thiện với môi trường. Máy rửa bát Bosch có thể rút ngắn thời gian rửa đến 66% nếu bạn muốn vật dụng được làm sạch nhanh hơn thì hoàn toàn có thể với chiếc máy rửa bát Bosch. Ứng dụng công nghệ VarioSpeed, vật dụng rửa sẽ hoàn toàn sạch sẽ và khô ráo trong thời gian ngắn nhất, có thể rút ngắn thời gian rửa đến 66% so với rửa các chương trình rửa thông thường. Máy rửa chén Bosch sử dụng công nghệ Hisense Plus cho khả năng làm tăng nhiệt độ, duy trì mức nhiệt độ đó trong thời gian dài để tăng chất lượng diệt khuẩn, đạt hiệu quả khử trùng tốt nhất. Lựa chọn này thích hợp để làm sạch đồ dùng cho em bé và người nhạy cảm. Dosette Acid, thiết kế độc quyền cho sản phẩm máy rửa chén Bosch là khay đựng dung dịch vệ sinh riêng giúp hòa tan và kiểm soát việc hòa tan chất tẩy rửa, giúp giảm tiếng ồn tối đa khi rửa chén đĩa. So với máy rửa bát Bosch, máy rửa bát Hubler xuất hiện muộn hơn ở Việt Nam, chỉ từ năm 2018. Giá thành của Hubler rẻ hơn Bosch. Dưới đây là tổng hợp các tính năng hiện đại trong tất cả các dòng máy rửa bát của Hubler. Thứ nhất là Extra Drying, tức là công nghệ sấy thêm. Với tính năng này thì máy rửa bát Hubler sẽ đạt hiệu quả sấy tốt hơn bằng cách tăng nhiệt độ xạ ở chu trình cuối, kéo dài thời gian sấy lên tới 10 phút. Whiskling, tức là rửa nhanh 50 phút 65 độ C. Hardloss, rửa nửa tải. Công nghệ thân thiện môi trường Hardloss trên máy rửa bát được sử dụng trong khi máy không đủ tải. Máy có 3 tính năng cho khay trên, khay dưới và nửa tải hoặc toàn bộ. Tính năng này giúp tiêu thụ tiết kiệm điện, nước dựa trên lượng bát đĩa thực tế. Vario Space, tức là tăng diện tích sử dụng. Bằng cách thay đổi chiều cao của khay trên giúp tăng diện tích sử dụng của máy rửa bát Hubler, máy có thể sửa được các khay đồ nướng cũng như nồi có kích cỡ lớn. Ngoài ra, máy còn trang bị hệ thống khóa trẻ em. Khóa trẻ em đảm bảo trẻ nhỏ không thể đùa nghịch với máy rửa bát. Tính năng này cho phép bạn khóa toàn bộ phím bấm và phím chức năng của máy. Máy rửa bát của thương hiệu Aeroson cũng là một trong những sản phẩm có tiếng tăm thuộc hạng, không phải dạng vừa trong các dòng máy rửa bát của các thương hiệu hàng đầu đang có mặt trên thị trường. Một số các tính năng rửa thông minh của máy rửa chén Aeroson như công nghệ Drying Turbo, công nghệ sấy Drying System Turbo là công nghệ sấy khô tuyệt đối và diệt khuẩn 100%, được các hãng máy rửa bát uy tín top đầu thế giới bình chọn. Hệ thống VarioSpace. VarioSpace là một chức năng chung cung cấp cho người dùng sự lựa chọn về thay đổi không gian trong khoang rửa nhằm mục đích rửa được các vật dụng nồi to khi cần. Say Waterbot 5.4 lít để tiết kiệm nước, một hệ thống quản lý nước đã tích hợp ứng dụng nhằm giảm lượng nước sử dụng lên đến 35% và mỗi lần rửa chỉ tiêu thụ hết 5.4 lít trong khi vẫn đem lại kết quả làm sạch tuyệt vời tương đương. Màng lọc ABT, công nghệ kháng khuẩn diệt khuẩn 99,99% vi khuẩn không còn nấm mốc nhờ áp dụng công nghệ kháng khuẩn trong bộ lọc. Giờ đây, bạn được hưởng mức độ bảo vệ sức khỏe cao ở mọi điều kiện. Công nghệ này đã được chứng minh có thể liên tục ức chế sự tích tụ của vi sinh vật. Máy rửa bát cao cấp TK tích hợp các chức năng thông minh của một chiếc máy rửa bát với những chức năng sau. Hệ thống AquaStop tự động phát hiện và ngăn ngừa rò rỉ nước. Chế độ AquaLogic tiết kiệm điện và thời gian. Máy rửa bát TK hoạt động thông minh, chỉ cần tráng toàn bộ bát đĩa trước khi cho vào máy. Máy rửa bát TK xứng đáng là một trong những sản phẩm để sở hữu trong không gian nhà bếp của quý khách đấy ạ. Nếu so sánh về độ bền thì hai thương hiệu này đều có độ bền như nhau. Nhưng nếu so sánh về tính năng thông minh, tính năng vượt trội thì có thể thấy dòng máy rửa bát Bosch ưu việt hơn cả. Sau khi chia sẻ các tính năng của máy rửa bát Bosch so với các thương hiệu nổi tiếng như Hubler, Aeroson, TK, thì quý khách có thể có những lựa chọn đúng đắn và sản xuất, lựa chọn cho gia đình một mình một chiếc máy rửa bát phù hợp hơn nhé. Có 3 phương pháp mua hàng tại thế giới Bếp Hoàng Cương, đó chính là: thứ nhất, quý khách có thể truy cập qua website bếphoangcuong.com. Quý khách comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ và
tư vấn trực tiếp cho quý khách. Phương thức thứ hai đó chính là quý khách có thể gọi đến số hotline đa nghìn nằm bên phải góc màn hình, và cuối cùng quý khách có thể sắp xếp thời gian ghé đến cửa hàng trực tiếp để tham khảo và nghe chúng tôi tư vấn. Sau khi theo dõi video này, chắc rằng quý khách cũng sẽ phân biệt được các tính năng rửa của máy rửa bát Bosch Hackler Aerosol TK. Thì sau đây, phía dưới Đức Hoàng Khương sẽ có một câu hỏi nho nhỏ để tăng sự tương tác với quý khách hàng. Câu hỏi đó chính là máy công nghệ sấy của máy rửa bát Bosch khác gì so với công nghệ sấy của máy rửa bát Hackler Aerosol TK? Quý khách hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ lựa chọn một câu trả lời đúng nhất và nhanh nhất, sẽ dành tặng cho quý khách hàng một phần quà đặc biệt đến từ thương hiệu Philips, đó chính là viên rửa 22 viên. Quý khách còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay comment bên dưới để được nhận một phần quà hấp dẫn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.